và trước mặt các bạn đây chính là bốn cái cây kệ TV bên mình vừa mới sản xuất xong ha. Mình mới vừa trở về cửa hàng luôn. Thì bốn cái cây kệ TV này thì mình làm với những cái chi tiết đục chạm là cái mẫu hoa hồng các bạn ha. Và cái phần chân là chân cuốn. Và mình làm hai cây kệ là gõ đỏ các bạn ha. Và hai cây kệ là hương đá, rất là đẹp. Đó. Và bây giờ mình sẽ đi vào cái phần kích thước trước các bạn nhé. Để các bạn cùng tham khảo nhé. Và mình sẽ quay cận cảnh lại những cái chi tiết luôn để các bạn cùng nhìn rõ hơn cái mẫu mã cái kệ TV này đó. Rồi về kích thước thì mình sẽ có kích thước tổng thể chiều ngang là 2m4 các bạn nhé. Chiều sâu của kệ là 45 đó, và cái chiều cao là từ mặt đất lên tới cái phần đỉnh của kệ là 81. Cái kệ rất là cao to luôn các bạn nhé, rất là cao to rộng rãi luôn. Và bên dưới là mình sẽ làm bốn cánh và mình làm một học các bạn ha. Đó. Đây các bạn, ở giữa là mình sẽ làm hai cánh nhỏ và hai bên đó mình làm hai cánh lớn nha. Đó. Và phía trên đó là mình sẽ làm hộp kéo. Rất đẹp các bạn. Về cái phần hoa văn đục chạm á thì cái kệ TV này được đục chạm theo cái kiểu dáng là cổ điển các bạn nha. Và ở phía trên mặt kệ thì mình cho đục chạm những cái đường chỉ dạt tay bèo. Đây các bạn quan sát kỹ ha. Những cái đường chỉ này mình sẽ đi suốt cái phần kệ luôn. Đó. Đi suốt phần kệ luôn các bạn nhé. Đi từ đằng trước ra đằng sau luôn. Và bên dưới là mình sẽ đục chạm những cái phần cánh là những cái kiểu dáng hoa văn cổ điển. Đó. Có những cái chi tiết hoa hồng rất đẹp. Và các bạn quan sát kỹ nhé. Những cái đường nét đục chạm bên mình thì bên mình đã cho làm nguội rất là kỹ rồi, nên các bạn sẽ không còn thấy bị lông lá nữa. Và cái nước sơn BUM rất là cao cấp luôn các bạn. Cái nước sơn này thì nó sẽ hạn chế cái việc chảy xước các bạn nhé. Rất đẹp luôn. Đó. Đục chạm là mình sẽ đục chạm toàn bộ cánh luôn. Và những phần hộc kéo nè. Và cả phần dưới luôn. Ở phần bên dưới là mình sẽ làm cái mẫu là mẫu chân cong, chân cuốn. Đó, hoa hồng. Và phần yếm này là mình sẽ làm yếm cong luôn các bạn nhé. Yếm đục chạm mẫu hoa lá băng, hoa lá tây. Và cho vén cong. Đó, mình cho lộng cong phần yếm luôn. Một cái form kệ TV rất là đẹp các bạn nhé. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra bên hông để các bạn cùng theo dõi cái phần bên hông nhé. Đây, ở cái phần bên hông kệ thì mình cũng cho làm với những cái phần gỗ liền lạc các bạn nhé. Đó. Ở đằng trước này là mình sẽ là gõ đỏ các bạn ha. Còn phía sau này là mình sẽ là hương đá. Thì hương đá thì mình cũng cho làm cái thiết kế đục chạm giống như gõ đỏ luôn. Cũng là đục chạm cái mẫu là hoa hồng, hoa văn, hoa lá tây, cổ điển. Đó. Và cái phần chân là chân cuốn các bạn nhé. Những cái mẫu chân cuốn hoa hồng rất là đẹp. Đó. Về cái phần gỗ hương đá thì các bạn thấy được rằng cái gỗ hương đá nó khác gõ đỏ ở chỗ là cái thớ vân của nó. Nó sẽ nhỏ hơn và nó nhuyễn hơn rất là nhiều các bạn ha. Và cái màu sắc của cái thớ vân á, nó sẽ đậm đà hơn. Đó. Và cái màu sắc gỗ nó sẽ tối hơn, nó sẽ đỏ hơn. Thì cái này sẽ tùy thuộc vào cái sở thích của mỗi người các bạn ha. Có nhiều người thích cái màu đỏ, cái màu đậm đà thì người ta sẽ chọn hương đá. Còn có những người thích cái màu vàng của gỗ đỏ thì người ta sẽ chọn gỗ đỏ các bạn ha. Về cái phần kết cấu của cái kệ TV này thì bên mình đóng ráp là như nhau các bạn ha. Bốn cái kệ này bên mình đóng ráp đều chắc chắn hết. Và những cái phần ngăn kéo, những cái phần cánh tủ thì mình cũng cho làm rất là dày dặn và cứng cáp. Mình sẽ quay cận cảnh lại ha. Đây là cái phần cánh của bên mình. Đó. Các bạn quan sát thấy ha, cái phần cánh này thì bên mình đã cho làm rất là dày dặn luôn. Đó. Cái phần khung rất là dày, rất là cứng cáp các bạn nhé. Và đục chạm rất là sâu. Đó. Đục chạm rất là sâu luôn. Đây. Mình sẽ sờ tay vô ha. Các bạn quan sát được cái độ sâu của nó ha. Rất đẹp các bạn. Và những đường đục chạm này là mình sẽ cho làm nguội kỹ rồi, nên các bạn thấy được rằng nó rất là sắc nét các bạn nhé. Và bên trong thì mình cũng cho sơn xịt toàn bộ luôn. Đó. Sơn trong sơn ngoài như nhau các bạn ha. Đó. Và bông vân là bông vân tự nhiên các bạn nhé. Bông vân bên mình là ở trong cũng như ở ngoài. Đó. Bên mình sẽ không vẽ vân các bạn nhé. Đó. Một cái cây kệ TV đóng ráp rất là dày dặn luôn. Rồi các bạn sẽ yên tâm mà sử dụng các bạn ha. Về cái phần giá thì hiện tại thì bên Hòa Phát đang bán cái kệ TV này với cái mức giá là 16 triệu đồng các bạn ha. 16 triệu đồng thì các bạn sẽ có được một cái kệ TV
với kích thước rất là to, ngang là 2m4 các bạn nhé. Và cho làm với những cái đường nét đục chạm rất là sắc sảo luôn. Đó, form dáng cao to rất là đẹp các bạn ha. Được làm từ chất liệu gỗ cao cấp, đó, gỗ hương đá và gỗ đỏ. Đó. Nếu như các bạn thích cái sản phẩm này, các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới ha, để bên mình tư vấn kỹ hơn các bạn nhé. Và các bạn có thể ghé trực tiếp tại cái cửa hàng đồ gỗ Hòa Phát, tại trung tâm đồ gỗ Tavico thuộc phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai các bạn ha. Đó. Cái mức giá rất là đẹp các bạn ha, 16 triệu đồng cho một cái kệ tivi, rất là khủng luôn, cao to, rất đẹp. Đó. Rồi mình cho các bạn nha. Và đây là những cái sản phẩm là còn nguyên mộc các bạn ha. Cái cây kệ tivi đục chạm với kiểu dáng hoa hồng đó, thì hồi nãy mình có quay những cái sản phẩm mà đã hoàn thiện rồi, thì bây giờ mình sẽ quay thêm những cái sản phẩm mà nó còn nguyên mộc các bạn ha, để các bạn có thể xem được cái chất gỗ. Và hai cây này thì bên mình chưa có sơn xịt và được làm từ chất liệu gỗ gõ đỏ các bạn ha, các bạn quan sát kỹ ha. Đó. Chất gỗ rất là liền lạc các bạn ha. Và mình sẽ quay ra đằng sau luôn để các bạn cùng xem nhé. Đó. Ở phía sau là mình cũng làm một chất gỗ luôn, bên mình không pha cây các bạn ha, rất đẹp. Đó. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng mộc á, thì các bạn có thể ghé trực tiếp tại cửa hàng để các bạn có thể kiểm tra hàng mộc ha, hoặc là các bạn có thể đặt bên mình làm hàng mộc, rồi các bạn tới xem hàng mộc, rồi các bạn có thể kiểm tra thoải mái luôn. Và sau đó thì bên mình sẽ cho sơn xịt. Đó. Thì tùy vào những vị khách có cái nhu cầu mà muốn xem hàng mộc các bạn ha, muốn đặt hàng mộc thì bên mình cũng có luôn. Đó. Và cái hàng mộc bên mình nó cũng cho đục chạm những cái chi tiết á, cũng rất đẹp các bạn ha. Đây các bạn xem, quan sát cái phần đục chạm ha. Tuy là hàng mộc nhưng mà bên mình đã cho làm nguội sạch sẽ rồi. Và mình chuẩn bị cho mang đi sơn. Đó.